Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 6 sẽ khoa vật lý lớp 12 trang 169 để bài hỏi như sau. Có một đám nguyên tử, có một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có 3 mức năng lượng EK, L và M như hình 33.2. 3 mức năng lượng của chúng ta đây. Chiếu vào đám nguyên tử một chùm sáng đơn sắc mà mỗi photon trong chùm có năng lượng là epsilon bằng M trừ EK. Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên, ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ? A. 1 vạch, B. 2 vạch, C. 3 vạch và D. 4 vạch. Như vậy thì các em có thể thấy, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng của bo. Ở đây chúng ta có hai mức N và M. Với N ở đây là trạng thái dừng có mức năng lượng lớn hơn. Và khi mà chúng ta chuyển từ N xuống M thì nó sẽ phát xạ ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu của N trừ M. Và khi muốn từ M lên mức lượng N cao hơn thì chúng sẽ phải hấp thụ một photon đúng bằng có năng lượng đúng bằng hiệu của N trừ M. Như vậy cô và các bạn có thể cùng quay lại bài tập số 6. Trước hết chúng ta thấy khi nguyên tử của chúng ta hấp thụ photon có năng lượng epsilon bằng M trừ EK thì ngay lập tức nó sẽ chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng EK đến trạng thái dừng có mức năng lượng M. Và khi đến M thì chúng sẽ xuống các mức năng lượng thấp hơn và phát xạ ra các cái photon có các cái năng lượng tương ứng. Như vậy chúng ta sẽ có mức đó là từ M đến L, từ M đến K và từ L đến K. Vậy thì chỉ có 3 vạch tương ứng với 3 năng lượng khác nhau khi chúng chuyển rời các cái mức này và phát xạ ra, tương ứng với từng vạch phát xạ có trong quang phổ vạch phát xạ mà nghiên cứu được. Như vậy chúng ta có hai lập luận như sau. Thứ nhất, khi nguyên tử gặp photon có năng lượng epsilon thì nguyên tử sẽ hấp thụ photon rồi chuyển thẳng từ K lên M. Khi từ M xuống L và K, nó sẽ phát xạ ra các photon có năng lượng khác nhau. Gồm M trừ đi L, M trừ đi EK và L trừ EK. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả 3 vạch tương ứng với 3 năng lượng này. Như vậy chúng ta có thể suy ra có 3 vạch. Cùng cô nhìn lại đáp án. 3 vạch chính là đáp án C của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể chọn đáp án C là đáp án đúng. Như vậy, bài tập số 6 đến đây là kết thúc.